ngày hôm nay ở đây. Loan trân trọng thành công này. Để có được thành công này, chắc chắn một mình Loan không thể nào làm được. Nếu có, nó cũng chỉ là một thành công nho nhỏ và sáng le lói ở một cái bầu trời nào đó, hoặc là một cái góc nào đó không đủ mãnh liệt, không đủ lớn. Chỉ trừ khi có sự đóng góp của tất cả các thành viên trong Lore, các bạn cộng hưởng ánh sáng của mình lại, thì khi đó chúng ta mới có một sức mạnh mãnh liệt hơn. Và hôm nay cái ánh sáng đó cũng chính là cái thông điệp của gala ngày hôm nay, đó chính là gala Leona All Star. Có nghĩa là Loan chỉ là mặt trăng có một cái sự sáng nhất định nào đó, còn các bạn chính là những ngôi sao, các bạn chính là những cái vì sao của Loan. Các bạn cùng nhau cộng hưởng ánh sáng để chúng ta trở nên bất diệt hơn nữa. Đường gần 8 năm gắn bó cùng với lại Leona, và thật sự rất là may mắn vì luôn luôn có boss Lê Thị Loan đồng hành hỗ trợ để vững tâm và phát triển cùng với Lore. Học hỏi rất là nhiều Loan, rất là cảm ơn Loan. Cảm ơn boss Loan vừa đã tạo ra dòng sản phẩm Lore chất lượng an toàn. Em rất cảm ơn và sẽ cố gắng đưa thương hiệu Lore vươn xa hơn nữa. Mọi người, hôm nay gala này không phải là một gala kết thúc năm 2019, mà đó là một năm chúng ta sẽ mở ra năm 2020 thật rực rỡ hơn, thật sáng chói hơn. Và Loan tin rằng là có Loan ở đây và có sự cố gắng của tất cả mọi người ở đây, một năm 2020 của chúng ta, Lore của chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Cảm ơn mọi người nhiều.